Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của mình. Hôm nay giới thiệu cho các bạn một mẫu sản phẩm là dán độ camera cho iPhone X, XS và XS Max các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn mẫu dán độ cụm camera lên iPhone 11 Pro Max. Trên tay mình đang là một miếng dán độ màu trắng. Miếng dán này được làm bằng kim loại các bạn nhé. Đó. Mặt kính và phía sau có miếng dán keo rất là chắc để chúng ta có thể dán lên bề mặt sau của chiếc máy. Chúng ta có thể độ cụm camera của dòng iPhone X, XS và XS Max dùng chung các bạn ạ. Với mẫu này hiện tại bên mình đang bán trên Shopee có 3 màu. Đó. Cái mặt cam thì đều được có lớp ni lông chống xước các bạn nhé. Khi chúng ta dán thì chúng ta sẽ bóc nó ra. Đấy, hôm nay mình sẽ khui một cái ra, mình bóc thử ra để các bạn nhìn xem nó có đẹp không nhé. Thực tế là bên ngoài nhìn sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Trên video này mình quay nó hơi bị chói sáng nên là nhìn nó khó nhìn các bạn ạ. Khi chúng ta lắp vào máy, chúng ta dán lên, bóc hết lớp ni lông này ra thì nó sẽ nhìn nó rất là sáng bóng, rất là đẹp. Hiện tại bây giờ là vẫn còn những cái lớp băng keo thì nhìn nó chưa được lung linh cho lắm. Đó. Khi dán lên cực kỳ đẹp luôn các bạn nhé. Giá rất là yêu thương, bên mình bán trên Shopee chỉ mấy chục nghìn một cái. Bạn tha hồ để về độ máy. Có màu vàng, màu đen và màu trắng bạc các bạn. Đó. Rất là đẹp luôn. Hiện tại bên mình đang bán full các loại ốp kính cường lực cho tất cả các đời máy các bạn nhé. Từ iPhone 5 đến iPhone 12 Pro Max và tất cả các dòng máy Samsung, Sony, Huawei, Oppo, vân vân, iPad, máy tính bảng, Galaxy Tab đều đủ hết các bạn nhé. Đó, sản phẩm thì cực kỳ là đẹp luôn. Mình sẽ để link đặt hàng của Shopee bên dưới phần mô tả của video. Các bạn muốn đặt sản phẩm nào thì các bạn vào lựa chọn mua sản phẩm đấy ở trên gian hàng của mình. Đó. Khi mua dán sẽ được tặng kèm một miếng giấy lau cồn là số 1 và giấy lau khô là số 2. Tất cả các sản phẩm thì bên mình đều có chính sách bảo hành các bạn nhé. Với những dòng như pin, cáp sạc, tai nghe thì đều được bảo hành. Còn những sản phẩm như kính cường lực, ốp thì là không được bảo hành các bạn. Sản phẩm hao mòn thì không được bảo hành. Đó. Nay mình làm video này để giới thiệu với các bạn mẫu dán độ cụm camera này. Các bạn quan tâm hãy cho mình một like, một đăng ký kênh để mình có thể ra những video mới nhất. Các bạn muốn review bất cứ một sản phẩm nào ở trên shop của mình, các bạn hãy comment bên dưới hoặc là liên hệ mình qua Zalo. Mình sẽ ra những video review sản phẩm để cho các bạn lựa chọn trước khi mua, rất là ưng ý. Đó. Ok, video của mình hôm nay giới thiệu các bạn đến đây. Các bạn ủng hộ và muốn mua sản phẩm vui lòng xuống phần link đặt hàng dưới mô tả của video các bạn nhé. Mình sẽ gắn link đặt hàng sản phẩm và link gian hàng của bên mình. Các bạn tha hồ lựa chọn các mẫu thời trang và pin cắp sạc tai nghe đầy đủ hết các bạn nhé. Cường lực ốp bao da. Đó. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.